là nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu rồi còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái, cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười, những cam dỗ ấy tan theo mây trời. Chờ dần mình nhận ra đường về xa quá, đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta. Ôm bao xót xa, trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã khép lại. Lật lượn. Nè vô. Mà giá cả cũng ổn đó em. Năm nay dạ, sẽ có cái Tết vui đây. Sợ dạ, nhất là được mùa mất giá, tội nghiệp bà con. Dạ. Đúng rồi đó chị. Ôi trời ơi. Rồi rồi quá. Rồi. Tôi lựa hàng loại nhất để giao cho mợ đó. Ôi trời ơi ngon quá hen. Được rồi rồi, để đó. Ơi. Hàng đẹp Dương quá ơi. Trời. Dạ. Dương Dương, phụ má cần giùm thím Tư đi con. Trời ơi, trái nào trái nấy hay nó cũng căng bóng hết trơn á. Nè, chăm dữ lắm mới được như vậy nghe. Bộ không thấy cực hay gì? Cực chứ con, nhưng mà vui lắm. Trời ơi, nhìn thấy cái thành quả mình đạt được á, hạnh phúc lắm con ơi. Hạnh phúc của mọi người thật đơn giản. Nông dân mà, chỉ cần được mùa thôi là bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ xuống đất đều tan biến hết. Đúng rồi đó, hạnh phúc đơn giản lắm, càng đòi hỏi càng kỳ vọng thì lại càng thất vọng. Con á, con chưa có làm nông nên con chưa có thấy thích, cho nên con làm đi, càng làm càng vui, càng làm càng thích. Trời ơi, bữa nào mà thím không có lắm đất đó hả? Là thím ăn cơm không có ngon. Vậy là bà lắm đất nhiều cho nên bà ăn ngon nên bà ăn dày nè. Con, bao nhiêu ký vậy con? Dạ, 22 ký. Thôi được rồi, để má. Đây nè Tư. Đây. Dạ. Rồi, 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 rồi. Nè, rồi. Mấy đứa, dạ, mấy đứa. Cảm ơn chị. Mau lên đi. Nè, đen nó về không ơi, hàng lãng la nữa. Con cho thím lấy cái thúng để thím đi về. Rồi rồi. Để đó má. Đưa má. Công nhận nay hàng đẹp dữ ha. Tư ơi, cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ, em về nghe chị. Về nha con. Là một ngày công có 150.000 mà họ vẫn đủ sống, họ vẫn vui vẻ, bằng lòng với cuộc sống này. Sao họ có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ? Chà, đồ ăn ngon quá. Mà em làm gì nhiều món dữ vậy Rút ra? Em làm mồi cho hai anh nhậu mà. Mồi ngon á thì phá mồi thôi. Chứ mày không biết mà, tao có nhậu được nhiều đâu. Được nha, được nha. Chồng em giờ này tiến bộ lắm rồi. Cũng được mấy ly lai ra chứ. Chứ hồi trước nha, vô quán nhậu ai nhậu thì nhậu nó cứ nước ngọt nước suối nó làm tới. Muốn uống thì phải ăn trước, như vậy đỡ say mà không đau bao tử nữa anh. Em ngồi ăn luôn ha. Dạ để em lấy cơm. Thôi, tao với mày uống trước đi. Ý, từ từ, đợi Trúc trà ra đó mày. Em ơi, nhanh lên đi, đại ca chờ nè. Em ra liền. Đại ca cái đầu mày. Mày làm như tao là dân hồ không bằng. Ngồi đi em. Để em bới cơm.
Thơm thiệt đó. Vô. Vô. Cảm ơn hai vợ chồng đã đãi tôi nghe. Đây đây đây, mời bà chủ nha. Uống không được cứ việc phá mồi. Món này em học ở trên mạng, em mới làm thử, hai anh ăn thử coi sao nha. Đâu, để anh ăn thử coi. Dở quá đi. Thằng khỉ, món nào đâu. Sao mày? Ngon gần chết. Dở thiệt á hả? Anh nói giỡn đó. Chứ món nào hả, giờ anh làm cũng ngon hết đó. Thôi vô, em uống ly không? Em đâu biết uống đâu. Được rồi, nhà này chỉ một người xỉn là được rồi. Dạ. Vô. Khoan khoan, để tao gọi cho má cái. Má, coi con đang đâu rồi má. Chàng ơi, đang ở đâu vậy con? Nè, má coi ai nè. Nè, nè. Má ơi, tụi con nè. Tụi con chào má. Con chào má. Chà, anh em tụi bay tụ tập nhậu đông dữ hen. Dạ, từ khi mà có cái vụ thổi nồng độ cồn, dân nhậu hết dám ra quán mời. Tụi con cũng vậy, nhậu nhà luôn cho chắc. Má biết không, ở nhà con á, bây giờ có đầu bếp xịn rồi. Nấu ăn ngon lắm má. Không cần ra quán, về cho tốn tiện. Dạ, má với Chiêu Dương ăn gì cho má? Má với Chiêu Dương vừa mới làm xong nè con. Hôm nay hàng á nhiều lắm. Vậy hả má? Với lại Chiêu Dương á chuẩn bị mua hủ tiếu về ăn, không kịp nấu cơm luôn á. Chiêu Dương lại đây nói chuyện với cả nhà nè con. Bà xã nè, anh đang nhậu nhà quý nè, chút trà làm quá trời rồi ăn luôn, món nào cũng ngon hết. Tiếc là không có em ở đây. Nè, hai đứa chào chị coi. Chào chị. Em chào chị. Cả nhà vui quá ha. Nè vô nha, anh uống nhiều em ly nha. Vô. Uống nhiều quá sai rồi lát sao về? Xỉn thì ngủ lại, có gì đâu lo. Nhà bên đó nhỏ xíu, chỗ đâu mà ngủ, không lẽ ngủ chung giường? Thì ngủ salon nè. Nói giận thôi chứ chú đi ráp vậy, em yên tâm nha. Thôi mọi người cứ ăn đi, em ra ngoài mua hủ tiếu cho má. Nè, chào mọi người nè. Bye chị. Bye bye. Bye. Rồi em đi cẩn thận nha. Mọi người ăn đi. Má, con đi nha. Con, mua nhiều bò viên nha, chỗ đó bán ngon lắm á. Dạ con biết rồi. Trời ơi, giờ này mà má còn chưa ăn chắc đói bụng lắm rồi phải không má? Ủa chút trà nấu nhiều rồi ăn ngon lắm luôn ơi. Nè, mày ăn đi, tối hoài rồi. Con gái của má mà. Mẹ, uống miếng sữa cho nóng nè mẹ. Hai đêm rồi, tôi trằn trọc không có ngủ được, giờ tôi muốn chết đây nè. Con nghe người ta nói á, sữa tươi á pha với mật ong là dễ uống lắm mẹ, dễ ngủ nữa. Mẹ uống xong á, mẹ để ly ở đây, rồi ngày mai con lên con rửa cho mẹ nha. Mẹ uống hết đi mẹ. Thôi mẹ uống hết, mẹ ngủ nha, con xuống dưới trước nha mẹ. Xong rồi, chuẩn bị hành động thôi. Mày đợi bạn ngủ say đó nha. Ừ, tao biết rồi. Hy vọng thuốc này mạnh, 10 phút sau bà xỉu liền à.
Ok. Ok. Mày ra chợ tìm mua đồ giả giống vậy nghe. Ok, chợ bán đầy mà. Mua xong nhắn tin tao biết nha. Phải có hàng giả tráo vô, bảo có kiểm tra cũng không biết. Đố bà biết á, hàng giả hàng thiệt giống y chang à mẹ ơi. Chiêu Dương à, có chuyện gì làm con hoảng sợ vậy Chiêu Dương? Hả? Nói cho má nghe đi con. Chiêu Dương à,
Con thấy hắn ta. Là ai vậy con? Hắn ta là ai vậy? Là người đàn ông đó. Hắn theo con lâu rồi. Là người hay là ma mà khiến cho con phải hoảng sợ như vậy? Má, người đã chết liệu có sống lại được không má? Con nói gì má không có hiểu. Làm sao má hiểu được? Con không hiểu mà. Không biết có nỗi ám ảnh nào mà khiến cho con phải rơi vào trạng thái hoảng loạn như vậy. Má phải làm sao để giúp được con đây? Con nè, bình tĩnh. Bình tĩnh nghe má nói nè. Mình ăn ở ngay thẳng, người cũng không sợ, ma cũng chẳng ngán. Chắc là con bị ám ảnh, cho nên thần hồn nát thần tính, nên con mới thấy lung tung vậy thôi. Bình tĩnh đi con. Nè, bây giờ má nấu mì gói cho con ăn nha. Chứ hủ tiếu nó nở má đổ đi hết rồi. Con mang đâu má ăn đi. Con chỉ muốn ngủ thôi, con mệt lắm. Vậy má pha sữa cho con uống nha. Thôi, má đi ra ngoài, má đóng cửa lại giùm con đi. Thôi được rồi, được rồi. Quang hồ mày mới hết bám theo tao để hả Niên? Thôi, tao về. Bà rồi. Nè, về được không? Nè, không được rồi. Thôi, mày xỉn vậy á, tối nay ngủ lại nhà vợ chồng tao đi. Bữa nay vui quá. Cảm ơn hai vợ chồng, mà tao về được. Anh Hiếu, anh đừng về. Ở lại đi cho an toàn. Thôi được rồi, ngủ đây luôn. Ngủ đây được nè. Nè, cẩn thận đó. Trời, cái thằng này thiệt tình. Nè, nằm chỗ đàng hoàng lấy. Trời ơi. Nè, vậy đó. Tàu cá là tối nay mày rớt xuống đất cho mà coi. Đúng rồi ra rồi. Để em làm. Thôi được rồi, cứ để đây. Giờ khuya rồi, đi ngủ, sáng mai về dẹp. Để em rửa, nhanh lắm. Anh biết là em không thích để chén bát qua đêm mà. Anh cứ vô ngủ trước đi.
Mẹ, mẹ nghĩ ra cách gì chưa? Tôi nghi là có vấn đề. Thằng con trai ngu ngốc của tôi thế nào cũng quay về năn nỉ vợ của nó. Vậy nên cuối tuần á mới không về với mẹ con mình, mà chắc là qua bên đó rồi. Tôi muốn biết con trai của tôi nó đang sống ra sao và nó đang giấu giếm tôi chuyện gì. À, con có cách này, hay là mình cho người theo dõi anh đi, là biết ảnh có về nhà vợ hay không thôi. Đúng vậy, phải cho người theo dõi thì mới biết được thực hư ra sao. Đúng đó mẹ. Con có quen một người ở Sài Gòn, rất là rành đường luôn. Mình á chỉ cần chi một chút tiền thôi là người ta làm cho mình liền luôn đó mẹ. Được, cô gọi cho họ đi, coi họ muốn bao nhiêu tiền. Dạ, con sẽ gọi liền nha. Mình á chỉ cần đưa hình ảnh nè, rồi á tên công ty anh Quý làm việc là biết ảnh đi đâu về đâu liền à. Mẹ yên tâm đi. Alo. Anh chờ em chút xíu em ra liền nha. Ok, bye anh. Má, con quét nhà xong rồi, con ra ngoài chút nha. Ai gọi mà con đi gấp vậy? Dạ là bạn con thôi. Con vô trỏng con thay đồ rồi con đi nha má. Không biết là dạng bạn bè nào đây. Sao mình cảm thấy lo sợ cho nó. Chào anh. Chào em. Em ngồi đi. Anh đi công tác ở đây, sẵn tiện hỏi thăm em, không ngờ em nhận lời. Em cũng định gọi cho anh đó. Sao không gọi cho anh? Anh nhìn thấy em sạch sao quá. Lại có chuyện gì hả? Gần đây em mất ngủ, đêm nào cũng thức trắng hết á. Em thực sự mệt mỏi. Nói anh nghe, có chuyện gì? Em nhìn thấy Niên. Hả? Tao lên công ty bao bì làm việc xong á, rồi về nhà luôn. Ừ, mày về đi, có gì gọi cho tao. Ê, mày nhớ chiều nay tiếp khách đó. Ừ, tao biết rồi. Ừ. Em có nhìn Lập không? Tại sao Niên lại xuất hiện được? Em cũng không biết đó là người hay là ma, nhưng em chắc chắn đó là Niên. Vì chuyện này mà em xách sao hốc hác vậy sao? Em sợ lắm. Tối nào khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Niên cứ ám ảnh em. Ám ảnh làm em điên lên. Em không thể nào bình tĩnh được. Chuyện này thật là kỳ lạ, anh cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Anh nghĩ là vì em quá sợ hãi nên ám ảnh thôi. Nhìn thấy thật. Em biết em nói ra điều này chắc sẽ không ai tin đâu. Nếu mà có hồn ma thật thì đã muốn gì ở em? Em không biết. Chắc nó muốn đòi nợ em năm xưa. Chiêu Dương à, anh nói với em điều này không biết em có tin không? Anh nói đi. Người ta thường nói, nếu một con người sống tự tin và nhiều năng lượng thì tâm và tinh thần sẽ khá vững vàng. Thế lực bên kia sẽ không dễ gì tiếp cận được. Và ngược lại, nếu bản thân mình yếu đuối và sống không tự tin, thường hay yếu bóp vía, nên dễ bị âm hồn dọa nạt. Anh nói vậy
em đang sống yếm thế. Em không tự tin cho nên là quan hồn mới dễ ám ảnh em hả? Anh nghĩ là vậy. Vậy bây giờ em phải làm sao? Hãy trở lại là một Chiêu Dương mạnh mẽ. Đến con người cũng phải kiếp sợ. Chứ ma quỷ là cái gì? À thôi, anh cũng đã gọi mấy món trước. Em thích gì thì có thể kêu thêm. Em không muốn ăn gì đâu. Em chỉ muốn uống cho thật say. Được, anh sẽ uống với em. Em ơi, em Dự ơi. Dạ, em ra liền. Ủa? Anh nè, mua gì nhiều dữ vậy? Anh mua tất cả cho em đó. Em coi đi nè. Cuối tuần này á, nhân viên anh có đám cưới nên anh mua đầm nè, giày nè, túi xách cho em. Em đi dự tiệc luôn nha. Nè, em mướn thử coi. Còn đây nữa nè. Đẹp quá à. Em coi á, có thích không? Wow. Ừ? Đẹp quá. Thấy con mắt thẩm mỹ của anh được không? Đẹp quá à. Em cảm ơn anh nha. Em khờ quá. Chỉ cần em vui á là anh thấy hạnh phúc rồi. Anh nè, em ước gì hai đứa mình lúc nào cũng êm đềm như vậy. Em sợ sóng gió lắm. Em yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Điện thoại. Em có điện thoại kìa. Hình như là Võ Hiếu. Đâu phải lúc nào anh ấy gọi là em cũng phải nghe đâu. Em và Võ Hiếu có chuyện gì sao? Võ Hiếu bây giờ không còn quan tâm em giống như ngày xưa nữa. Anh ấy còn bận rộn lo cho cô em gái yêu dấu của anh ấy mà. Võ Hiếu có em gái sao? Gọi là em gái cũng được, gọi là người tình cũ cũng ok luôn. Sao kỳ vậy? Thì ngày xưa anh Hiếu anh yêu cô gái đó, rồi hai người đó không thể nào đến được với nhau. Họ nhận nhau là anh em, nhưng mà không thể nào qua mắt em được. Họ vẫn dành tình cảm cho nhau. Tại sao lại khổ như vậy? Tại sao em lại chọn cách sống như vậy? Em hết cách rồi. Em có gia đình, nhưng mà lúc nãy em cũng cảm thấy em cô độc. Không có ai hiểu em hết. Đó là do cách em chọn. Em hết. Họ không cho em thở. Họ không cho em được cái quyền riêng.
họ không cho em tự do. Anh nhớ Chiêu Dương ngày xưa tự do mạnh mẽ và thu hoạch biết bao nhiêu. Bây giờ em như cá nằm trong rọ, chim nằm trong lồng rồi. Má cũng gọi điện thoại cho nó hoài mà không được đây nè. Dạ, con cũng gọi 3-4 cuộc mà không thấy cô bắt máy. Con lo quá. Không biết nó nghe điện thoại của ai nữa. Nó nghe xong rồi nó đi liền. Má có hỏi vợ con đi đâu không má? Có chứ. Má hỏi nó thì nó nói nó đi gặp bạn. Con nhỏ này, càng ngày thấy nó càng khó hiểu. Dạ, vậy khi nào Chiêu Dương về má gọi cho con hay nha. Bây giờ con phải đi tiếp khách má. Có gì má gọi cho con. Dạ. Ừ. Cho tôi biết Chiêu Dương con mình nó đang muốn cái gì. Thật sự là tôi không biết con mình nó đang nghĩ cái gì nữa. Kìa Dương con, Chiêu Dương, con say xỉn hả? Đàn bà con gái gì mà uống rượu nhiều kỳ cục quá. Vậy má nói cho con biết đi, ngoài uống rượu ra con còn biết làm gì nữa? Mà con chưa có sai đâu, con còn muốn uống nữa. Chiêu Dương à, má xin con mà Chiêu Dương, sao con càng ngày càng tệ vậy? Con làm ơn đi, con làm ơn định thần sống cho ra hồn đi. Má nói gì vậy? Má nói con tệ hả? Đúng, con tệ đó, con ba trợn đó, con đâu có ngoan hiền giống như là Trúc Trà con gái của má đâu. Hơn một chút là con đem Trúc Trà ra so sánh. Má không đòi coi với con nữa. Đi nghỉ đi con. Má đừng, nó buông ra đi, con tự đi được mà. Chiêu Dương này luôn luôn mạnh mẽ, nó vượt qua biết bao nghịch cảnh rồi, nó không chết được đâu. Dạ con nghe má. Vợ con nó về nhà rồi ngang hiếu. Dạ. Má báo con để con khỏi lo. Ủa vậy hả má? Chiêu Dương đâu má, cho con nói chuyện với vợ con chút. Nó say mềm về rồi gây với má, giờ thì nó ngủ rồi. Vậy hả? Dạ em nghe nè anh. Em trang điểm xong thì thay đồ luôn nha. Anh chạy về lời trước em đi luôn đó. Trễ giờ rồi đó em. Dạ em biết rồi. Tao nghe nè. Tao đang trên đường về nhà đón Trúc Trà. Mày qua trước đi. Tao để quên tập hồ sơ trên mạng mày đó. Có gì mang qua giùm tao nha. Ngày mai họp sớm với công ty Minh Long đó. Ok, tao biết rồi. Mẹ. Mẹ. Cô dám dụ dỗ con trai tôi đến sống sung sướng ở đây, bỏ tôi ở nhà không ai hầu hạ hả? Đúng là con hồ ly tinh chín đuôi. Coi bộ vậy á mà cũng biết dụ trai ghê ha. Cái đồ mặt dày không biết đẻ. Mẹ của tôi nói sao cũng được hết, nhưng cô không được quyền xúc phạm tôi. Tôi xúc phạm cô đó, giờ cô tính sao? Cô ra khỏi nhà tôi,
nhanh lên. Tôi không ra đó, cô làm gì hả? Nè, biết tay nè. Nè, 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 đứng đâu? Con. Em à, em. Mẹ à, em có sao không? Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ đứng yên đó để cô ta đánh vợ con như vậy chứ? Nó đáng bị ăn đòn. Cô dụ dỗ con trai tôi bằng bùa mê thuốc lú gì hả? Đến khi nào cô mới buông tha cho hai mẹ con tôi? Trời, mẹ thôi đi. Bây giờ con vì vợ con mà lớn tiếng với mẹ như vậy hả? Mẹ quá đáng thật rồi đó mẹ. Lần này á, con không đứng về phía mẹ đâu. Mẹ quá đáng hay hai đứa bay quá đáng? Hú hí ở đây sung sướng, bỏ tôi ở quê nhà khổ cực không ai lo lắng. Tất cả là do mẹ chọn thôi. Mẹ vì cô ta, mẹ đã chọn cô ta thì con với vợ con ra khỏi nhà để cho mẹ ở với cô ta. Còn cô qua đây. Mẹ qua đây nè. Tôi hỏi cô này, cô có buông tha cho vợ chồng tôi không? Không thì đừng trách tôi đó. Cô có thôi không hả? Được rồi, yên tâm đi, tôi không đánh cô đâu. Tôi đi báo công an. Còn đứng lại, còn có giỏi thì quýnh mẹ luôn nè. Cái thằng bất hiếu, mẹ mình thì không nghe lời, đi nghe lời cái thứ người dưng. Mẹ à, đây là vợ con, không phải người dưng. Mẹ à, chính mẹ đi hỏi cưới vợ con đàng hoàng, tụi con sống chung thì có gì sai đâu mẹ. Bày gì vợ mà dám ăn nói hỗn hào với mẹ hả? Con là đàn ông mà hèn hạ, ly dị thì không dám ly dị. Con không có hỗn với mẹ, nhưng mẹ quá đáng lắm rồi, con không thể đứng yên được đâu mẹ. Anh Hiếu à? Quyên đã đón em chưa? Ra có chuyện gì vậy? Anh tới nhà em liền đi, em sợ lắm. Sao vậy? Mẹ của anh Quý lên đây đánh em. Trời đất, bây giờ mọi người đang cãi nhau ở phòng khách. Mở ba. Dạ. Bữa nay thằng Hiếu nó có về không? Dạ, hôm nay anh Hiếu đi đám cưới của nhân viên công ty, anh không có về cô hai. Vậy hả? Dạ. Mở ba. Dạ. Hôm qua tôi gặp người quen á, cho mấy con mắm lóc nè. Tôi tưởng thằng Hiếu nó về, đem qua đây chiên với gừng cho nó ăn nè. Chà, ngon quá chị. Cảm ơn chị nha. Chị nấu cơm chưa? Vợ thằng Tư nấu bển rồi. Ủa, sao mấy cái việc nấu nướng này không để cho con Dương nó làm? Ai đời á, người già đi hầu người trẻ. Thôi chị ơi, nấu chút có cực gì đâu. Với lại hai mẹ con không có ăn uống cầu kỳ gì hết á. Món xào món mặn là được rồi. Mợ á, có cái tánh chiều con quá, bộ tính suốt đời hầu hạ nó hay sao? Chị ơi, Trúc Trà đâu? Anh Trúc Trà. Trời ơi, đừng làm gì anh Hiếu ơi.
ơi. Ra đây với anh. Đi ra với anh. Đi. Ai đánh Trúc Trà? Tôi chỉ dạy dỗ con dâu tôi thôi. Bác có coi Trúc Trà là con dâu đâu mà dạy với dỗ. Nếu bác coi Trúc Trà là con dâu, bác đâu có dẫn cái thứ này về nhà. Nếu bác có con gái mà con gái bác bị người ta hành hung như vậy, bác có xót hay không? Tại sao bác nhẫn tâm vậy? Hiếu à, tao xin lỗi. Là do tao về trễ nên mới để Trúc Trà bị người ta hành hung như vậy. Mày còn xin lỗi được hả? Mày nhìn đi, mày để cho Trúc Trà đau đớn tổn thương như vậy đó, mày vừa lòng chưa? Anh, mẹ chỉ tát em một cái, cô ta mới là người đánh em. Mẹ. Cậu. Tôi không thể đánh đàn bà. Nếu không nể tình thằng Quý là bạn, con sẽ gọi công an tới đây. Cái tội hành hung người khác là đi tù đó. Cậu gọi công an đi. Tôi sợ hả? Đừng có hù bà già này. Đi về quê với anh. Đi đi. Đi với nhân tình đi. Lòng cô cũng muốn lắm mà. Bác khỏi phải nói khích. Tụi con sống ngay thẳng, có trời biết đất biết. Trúc Trà không an toàn khi ở đây. Tôi sẽ đưa em gái tôi về quê. Xin lỗi bác, má con sẽ lên nói chuyện với bác. Người lớn nói chuyện với nhau dễ hơn. Đi thì đi luôn đi. Hai người đi với nhau đi, đừng có quay về làm phiền tôi nữa. Mẹ thôi đi. Quá đủ rồi đó mẹ. Con sao vậy nè con? Bà với cái con nhỏ mà bà đem về nhà đánh Trúc Trà ra vậy đó má. Sao dám đánh con tôi vậy nè? Cái quân gì mà ác nhân thất đức vậy? Em thấy anh can thiệp quá sâu vào chuyện hôn nhân của người khác rồi đó. Mẹ đi quá xa rồi. Anh sẽ đi. Con không thể tiếp tục chịu theo những cái sai của mẹ được. Nếu như mẹ khăng khăng không thay đổi suy nghĩ của mình, không những mẹ mất đi một người con dâu ngoan hiền như Trúc Trà, mẹ sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mẹ đó. Hai chị em thân thiết với nhau kìa. Mẹ anh đang ở bệnh viện, đang cấp cứu, anh qua liền đi. Mẹ tôi làm sao phải cấp cứu? Mày có biết không, 10 năm bay đi tù là 10 năm nó ở nhà chăm sóc cho bà mày chu đáo không? Chị, cảm bấy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin